Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, trải qua hơn 60 năm không ngừng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã khẳng định là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng sức khỏe của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến với chương trình văn nghệ chào mừng đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Huy Lỗ nhiệm kỳ 2019-2024 ngày hôm nay, xin mời quý vị đại biểu đến với chương trình văn nghệ mang chủ đề Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam qua chùm các ca khúc. Tiết mục muốn sống như những đóa hoa, đơn ca nữ ca khúc Mùa xuân làng lúa làng hoa sáng tác Ngọc Quê, song ca nam nữ trên công trường rộn tiếng ca, đơn ca nam Thành An qua ca khúc Việt Nam ơi, múa hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam. Xin mời quý vị đại biểu cùng với những khách quý cùng thưởng thức. Trên đồng xanh cùng cố lời hoa khoe sắc trên cành.